Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái chức năng ở trong Rail 4, đó là chức năng kiểm tra va chạm, check cử can số. Thì đây là cái đề tài của mình. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem cái chức năng đó là như thế nào nhá. Thì đầu tiên đó, mình sẽ vào đề tài này, vào can số check cử này để kiểm tra cái đề tài của mình nó có bị gì không. Ở đây các bạn chọn cho mình cái mục là số sai check cử với lại pre tornado check cử. Thì bạn chọn xem check cử. Đây, nó bảo là cái đề tài của bạn á thì không có bị lỗi gì hết. Ok, không vấn đề gì cả. Bây giờ mình sẽ nhập một cái cây cho nó va chạm và kiểm tra xem nó như thế nào nhá. Đây. Đây mình sẽ cho nó đụng cái supervisor đi. Mình sẽ cho cái cây này. Mình vừa mới đẩy cái cây của vari này đụng vào cái supervisor nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái chức năng kiểm tra va chạm xem nó có phát hiện ra cái lỗi đó không. Thì các bạn vào data này, chọn console check cử. Rồi. Đây. Nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Đây là những cái lỗi, nó hiện lên các cái lỗi á. Thì các bạn click vào đây thì nó sẽ hiện ra ở đây trên 2D là chỗ này này. Và bật 3D lên là nó sẽ chỉ ngay đúng cái chỗ mà va chạm đây. Và cái lỗi dưới này thì đó, đó là hai vị trí mà bị va chạm ở trong data của mình. Ở đây các bạn lưu ý cho mình cái chỗ này nhá, là khi mà các bạn muốn hiện những cái lỗi check cử này trên 3D á, các bạn nhớ tích vào cái chỗ 3D render này. Ví dụ này, khi các bạn không tích vào đấy thì các bạn bấm đây, nó sẽ không hiện lỗi lên này. Khi các bạn tích vào đấy, bấm này thì nó sẽ hiện lên 3D cho mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn.